Từ thuở sơ khai, chỉ có bóng tối tồn tại và sau đó, Bang từng bước bắt đầu sự sống trong thời gian, không gian và vật chất vô tận. Giờ đây, chúng ta hướng tới những điều mà trước đây chúng ta chưa tưởng tượng được, vượt quá giới hạn sự tồn tại của chúng ta ở một nơi mà chúng ta đã gọi là vũ trụ. Phong cảnh vũ trụ. Dải ngân hà. Trong đêm tối không trăng, một dải sáng mờ đi ngang qua vòng trời lấp lánh. Ban đầu nó giống như đám mây hoặc luồng khói bị làn gió mạnh thổi đi, nhưng nó đứng yên giữa các vì sao, vì nó là thứ cố định và thú vị hơn một đám mây thoáng qua. Người La Mã gọi nó là Via Lattea, là dòng sữa hay dải ngân hà. Với các nhà thiên văn qua nhiều thời đại, thì nó tỏ ra là con đường cần khám phá. Ivan Semenyuk, nhà báo khoa học cho biết, với những người quan sát bầu trời xa xưa, thì dải ngân hà là bí ẩn đã trở thành thần thoại. Vài người coi nó là đường rẽ nước của con tàu thiên đường. Những người khác lại cho rằng đó là đường nối, nơi hai nửa của bầu trời được khâu lại với nhau. Nhưng những câu chuyện và huyền thoại lại thiên về những người kể chúng nhiều hơn là việc họ hiểu về bản chất thực của dải ngân hà. Với người Hy Lạp cổ, thì dải ngân hà được hình thành khi nữ thần Hera tỉnh dậy và thấy một đứa trẻ sơ sinh xa lạ tên là Hercules đang bú bà. Dòng sữa thần thánh đó mang lại sự bất tử. Nhưng khi Hera nhận ra là mình đã bị lừa, bà đẩy đứa trẻ đi, khiến sữa phun ra khắp bầu trời. Ngày nay từ Galaxy xuất phát từ chữ sữa trong tiếng Hy Lạp. Nhưng ngoài câu chuyện ra, thì bản chất thật của dải ngân hà vẫn còn ẩn giấu cho đến khi loài người nhìn được nó qua kính thiên văn. Đó là vào năm 1009, khi Galileo lần đầu hướng phát minh mới đến ánh sáng mờ ảo của dải ngân hà và ghi lại những gì ông đã thấy. Galileo phát hiện ra rằng dải ngân hà được tạo thành từ vô số các vì sao, những vì sao quá xa và quá mờ nhạt để nhìn được riêng rẽ. Tuy nhiên, cùng nhau, chúng tô điểm cho bầu trời bằng ánh sáng dạ quang. Sự nhận thức này đã làm thay đổi mọi thứ, vì nó mang chiều sâu đến cho bầu trời đêm. Và có nghĩa là các nhà thiên văn được tự do khám phá vương quốc thiên đường mà người cổ đại chưa bao giờ dám mơ tới. Galileo nhận thấy các vì sao của dải ngân hà đôi khi tụ tập thành từng cụm. Và khi kính thiên văn phát triển, các nhà thiên văn phát hiện ra một điều khác nữa. Các đám mây khí rực sáng được gọi là tinh vân, sau này chứng tỏ là nơi sinh ra các vì sao. Nhiều trong số chúng nằm dọc dải ngân hà, giống như những viên đá quý trên một chiếc vòng cổ vũ trụ. Nhưng dù kính thiên văn khám phá ra những vật ẩn giấu trong dải ngân hà, thì nó vẫn để lại một câu hỏi lớn chưa có lời giải.
Tại sao dải ngân hà bị giới hạn trong một dải hẹp cuốn quanh bầu trời? Phải mất một thế kỷ rưỡi nữa sau Galileo thì mới có người đưa ra được phần đầu của câu trả lời. Năm 1785, William Herschel, một nhạc sĩ người Đức và là nhà thiên văn làm việc ở Anh, vốn đã nổi tiếng vì tìm ra sao Thiên Vương. Đó là hành tinh đầu tiên trong hệ mặt trời được phát hiện bằng kính thiên văn. Lúc đó Herschel đã sẵn sàng hướng sự chú ý đến sự sắp đặt của các vì sao quanh bầu trời, bao gồm cả dải ngân hà. Kế hoạch của ông rất dễ hiểu nhưng đầy khó nhọc. Hướng kính thiên văn đến hơn 600 địa điểm khác nhau, Herschel bắt đầu đếm mọi vì sao ông nhìn thấy trong mỗi vùng và ước lượng độ sáng tương đối của mỗi vì sao. Herschel đoán rằng những vì sao mờ hơn nằm xa những vì sao sáng hơn. Vì thế, khi đặt chúng lại với nhau, ông có được bức tranh về vũ trụ như sau. Bản đồ dải ngân hà của William Herschel năm 1785. Nó cho thấy chúng ta bị gắn vào một hệ thống rộng lớn các vì sao có hình dẹt, hơi giống như cái thớt cối khổng lồ hay cái đĩa. Ở vài hướng, các vì sao tương đối ít về số lượng. Nhưng dọc theo phần giữa cái đĩa, các vì sao bắt đầu nhiều hơn vô số. Ánh sáng của chúng kết hợp tạo nên một dải sáng của dải ngân hà. Bản đồ của Herschel là một bước tiến lớn, nhưng chỉ là phần nổi của núi băng trôi vũ trụ. Vì nằm ngoài giới hạn kính thiên văn của Herschel, một dải ngân hà lớn hơn nhiều đang chờ được khám phá. Dựa vào công trình của William Herschel, các nhà thiên văn trong thế kỷ 19 xác nhận hệ mặt trời của chúng ta nằm trong một thiên hà gồm các vì sao và có hình giống như chiếc đĩa khổng lồ. Điều này lý giải tại sao ta thấy dải ngân hà giống như một dải ánh sáng rực rỡ nằm ngang qua bầu trời. Khi nhìn dọc theo dải ánh sáng là ta nhìn vào chiếc đĩa. Nhưng các nhà thiên văn không hoàn toàn hài lòng với bức tranh sơ khai về thiên hà chúng ta. Vì một lý do, như thế có nghĩa là hệ mặt trời phải nằm gần trung tâm của dải ngân hà, một sự trùng hợp ngẫu nhiên khó có thể xảy ra. Và do không có cách đo khoảng cách chuẩn đến các vì sao, nên không thể biết bức tranh về thiên hà chính xác đến mức nào. Để hiểu rõ hơn về dải ngân hà, các nhà thiên văn cần công cụ và ý tưởng mới. Vào năm 1912, họ có cả hai. Ý tưởng mới là một cách để đo trực tiếp khoảng cách trong vũ trụ sâu thẳm, và việc phát hiện ra nó là hoàn toàn bất ngờ. Trong kỷ nguyên trước khi có điện tử học, Henrietta Leavitt là một trong vài phụ nữ được đài quan sát của Đại học Harvard thuê để làm các phép tính toán học. Khi đó, một lượng lớn dữ liệu được cuộn chảy về đài quan sát nhờ sự phát triển của ngành nhiếp ảnh thiên văn. Những phụ nữ làm việc trên máy tính ở Harvard không nghĩ sẽ có cách khám phá khoa học của riêng họ. Được trợ giúp bởi sức mạnh chưa từng có của kính thiên văn, Harlow Shapley, một phóng viên chuyên đề tài hình sự, chuyển sang làm nhà thiên văn chuyên nghiệp, đã đi vào lịch sử ngân hà. Shapley dùng kính khổng lồ để quan sát những cụm sao cầu hay những chòm sao xa xôi có hình cầu đặc trưng.
Mỗi cụm sao cầu có hàng trăm ngàn, thậm chí hàng trăm triệu các vì sao quay quanh nhau, giống như một bầy ong. Shapley tin rằng những cụm sao này sẽ lần lượt quay quanh trung tâm trọng lực của dải ngân hà. Bằng cách dùng các biến thiên Cepheid để đo khoảng cách đến những cụm sao, Shapley có thể tính được vị trí của một điểm trong vũ trụ mà dường như mọi cụm sao tập trung quanh nó. Kết quả đã thay đổi tất cả. Nó cho thấy trung tâm thực sự của dải ngân hà nằm cách ta hàng chục ngàn năm ánh sáng theo hướng chòm sao Nhân Mã. Với các nhà thiên văn, phát hiện của Shapley là tín hiệu cảnh báo vũ trụ. Nhiều thế kỷ trước, Nicolaus Copernicus đã đưa trái đất ra khỏi trung tâm của hệ mặt trời và đặt mặt trời vào đó. Giờ đến lượt Shapley đẩy hệ mặt trời ra xa khỏi trung tâm của dải ngân hà. Ivan Semenyuk, nhà báo khoa học, cho biết: khám phá của Shapley đã mang đến cho chúng ta các vùng ngoại ô của một thiên hà lớn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của bất kỳ ai. Ngày nay, các nhà thiên văn ước tính dải ngân hà có bề rộng hơn 100.000 năm ánh sáng. Tuy nhiên, kể cả trong thời của Shapley, đã có ngày càng nhiều bằng chứng rằng dải ngân hà rộng lớn này chỉ là một phần nhỏ của một vũ trụ lớn hơn nhiều. Bằng chứng đó đến dưới dạng một lớp các vật thể mờ nhạt nằm rải rác quanh bầu trời và trở thành trọng tâm khi kính thiên văn phát triển. Rất nhiều vật thể giống như con suốt nhỏ. Cái khác có hình xoắn ốc rõ rệt. Với vài người, dường như những hình xoáy mờ nhạt này là hệ mặt trời mới sinh ra và được hình thành bên trong dải ngân hà. Nhưng cũng có một khả năng cấp tiến hơn. Liệu chúng có phải là những thiên hà khác giống như dải ngân hà nhưng nằm xa tít trong vũ trụ? Vào đầu những năm 1920, nhà thiên văn Edwin Hubble có thể chứng minh rằng câu trả lời là đúng vậy. Dùng kính thiên văn 100 inch tương đương 3 mét mới được chế tạo ở núi Wilson, Hubble xoay thấu kính hướng vào tinh vân vĩ đại ở chòm sao Tiên Nữ, hình xoắn ốc lớn nhất trong số những hình xoắn ốc bí ẩn. Tại đây, ông phát hiện ra các biến thiên Cepheid, những vì sao dao động. Một lần nữa, chúng tỏ ra rất quan trọng. Chúng cho phép Hubble tính toán khoảng cách thật đến chòm sao Tiên Nữ. Kết quả trở thành một bước ngoặt trong kiến thức của loài người về vũ trụ. Số đo của Hubble cho thấy chòm sao Tiên Nữ chắc chắn là một thiên hà riêng biệt, nằm tít dưới ranh giới của dải ngân hà. Ngày nay, các nhà thiên văn đã tính được khoảng cách của nó là cách đó hơn 2 triệu năm ánh sáng. Những thiên hà khác còn xa hơn, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ năm ánh sáng. Hubble đã khám phá ra phần còn lại của vũ trụ. Nhưng ông cũng cho các nhà thiên văn một cách mới để nghĩ về dải ngân hà, bằng cách so sánh nó với những thiên hà khác. Kỷ nguyên khám phá thiên hà sắp bắt đầu. Vào giữa những năm 1920, các nhà thiên văn đã biết vũ trụ chứa đầy những thiên hà. Giống như những hòn đảo trong biển vũ trụ, các thiên hà là những hệ thống riêng rẽ, mỗi cái chứa hàng trăm tỷ vì sao. Nhưng phát hiện mới này làm dấy lên nhiều câu hỏi mới về thiên hà của chúng ta, dải ngân hà.
Có phải nó là hệ thống xoắn ốc giống như một vài hệ thống khác có thể quan sát từ xa? Nếu đúng, thì ta làm thế nào để biết được? Mất nhiều thế kỷ để các nhà thiên văn biết dải ngân hà có hình dạng giống như chiếc đĩa lớn với hệ mặt trời nằm cách tâm khoảng 2/3 quãng đường. Giờ thách thức là vẽ bản đồ dải ngân hà từ bên trong. Đây không phải là việc đơn giản, và bụi là một rắc rối lớn. Kể cả các nhà thiên văn cổ xưa cũng thấy dải ngân hà không có diện mạo đồng nhất trên bầu trời. Thay vào đó, nó chắp vá và không đều ở một vài chỗ, dường như nó tách bởi những đường nứt tối đen. Đó là vì dải ngân hà nằm xen lẫn với những đám mây bụi rộng lớn giữa các vì sao, và chúng che khuất tầm nhìn của phần lớn dải ngân hà. Tuy nhiên, bất chấp rào cản về tầm nhìn, vẫn có những manh mối giúp các nhà thiên văn thấy rõ hình dạng thực sự của dải ngân hà. Và nhà thiên văn người Mỹ William Morgan là một trong những người đầu tiên bám theo các manh mối này. Năm 1951, Morgan làm việc ở đài quan sát Yerkes phía tây bắc Chicago, nơi ông đang nghiên cứu các vì sao siêu khổng lồ màu xanh, những vì sao sáng và nóng nhất trong thiên hà. Một đêm, khi đang nhìn theo hướng tròn sao Perse, Morgan nhận ra một số những vì sao khổng lồ mà ông đang nghiên cứu ở phần đó của bầu trời đều nằm ở cùng khoảng cách từ 5 đến 8.000 năm ánh sáng. Và cụm sao đôi Perse cũng vậy, một đặc điểm nổi tiếng ở phần này của bầu trời. Morgan nhận ra cụm sao đôi và các vì sao đã cùng tạo ra một con đường ngang qua vũ trụ, như thể đánh dấu một cấu trúc gắn vào trong dải ngân hà. Ông phát hiện ra cánh tay Perse, một trong những đường xoắn ốc vĩ đại của dải ngân hà. Giờ đây, những cảnh tượng quen thuộc khác nằm rải rác dọc dải ngân hà cũng cho thấy là một phần của cánh tay Perse. Trong số chúng là tinh vân Con Cua Ngoạn Mục, tàn tích còn lại của một vụ nổ siêu tân tinh được ghi nhận vào năm 1054. Nhưng nếu có một cánh tay xoắn ốc, thì chắc phải còn nhiều cái khác. Bằng cách quan sát theo hướng ngược lại từ Perse, các nhà thiên văn nhận thấy họ có thể nhìn thấy dấu vết của một cánh tay khác nằm gần tâm thiên hà hơn. Đây là cánh tay nhân mã, nhà của một loạt những cụm sao sáng chói và các tinh vân, tô điểm cho phía nam của dải ngân hà. Những cảnh tượng huy hoàng như tinh vân trẻ ba khiến phần này của bầu trời trở thành thiên đường thị giác. Gần trái đất hơn, các nhà thiên văn quả quyết rằng hệ mặt trời của chúng ta là một phần của cánh tay Orion hay sao thợ săn, một cấu trúc nhỏ hơn chỉ bằng cái cựa gà chè ra từ cánh tay nhân mã. Tuy nhiên, cánh tay Orion cũng chứa đầy những cảnh tượng thú vị và hiện ra lù lù trước mắt ta vì chúng ở tương đối gần. Khi quan sát chiều dài của cánh tay Orion, ta thấy vùng hình thành sao Ngoạn Mục và nằm gần chúng ta nhất trong bầu trời. Phần vĩ đại ở Orion, nơi hàng ngàn vì sao mới đang sinh ra trước mắt chúng ta. Được kính thiên văn vô tuyến và vệ tinh hồng ngoại trợ giúp, những thiết bị có thể nhìn xuyên qua lớp bụi tối mờ của thiên hà. Giờ đây, các nhà thiên văn đã nhìn sâu vào dải ngân hà để vẽ bản đồ cấu trúc của nó một cách chi tiết. Họ đã phát hiện ra thêm các cánh tay và cũng khẳng định dải ngân hà không chỉ là thiên hà xoắn ốc, mà còn là đường xoắn ốc gãy khúc.
Thiên hà xoắn ốc gãy khúc rất phổ biến trong vũ trụ. Diện mạo của chúng là sản phẩm của quá trình tiến hóa, khiến vật chất trong thiên hà tạo nên một vạch nằm ngang chạy suốt trung tâm. Hơn 60 năm sau phát hiện ban đầu của Morgan về cánh tay Perse, các nhà thiên văn có thể cho ta thấy dải ngân hà trông như thế nào nếu ta nhìn được nó từ bên ngoài. Và đây là kết quả. Hình ảnh của nghệ sĩ cho thấy dải ngân hà là đường xoắn ốc gãy khúc với hai cánh tay nổi bật. Một trong số chúng là cánh tay Perse, cái đầu tiên được vẽ. Ở phía bên kia là cánh tay Escutum Centauri, khó quan sát hơn rất nhiều từ trái đất. Nhưng các nhà thiên văn nhận thấy nó chứa nhiều cụm sao nóng và non trẻ rất lớn. Như cụm sao này được hiển thị trong ánh sáng hồng ngoại của kính thiên văn vũ trụ Spitzer. Bổ sung cho phong cảnh là những cánh tay xoắn ốc nhỏ hơn, uốn lượn giữa hai cánh tay lớn hơn, bao gồm một cánh tay mà hệ mặt trời của chúng ta nằm ở ngay đây. Đây là phong cảnh mà không kính thiên văn nào có thể hiển thị được, trừ một kính được hỗ trợ bởi nhiều năm quan sát toàn bộ dải ngân hà. Ivan Semenyuk, nhà báo khoa học nói, việc vẽ bản đồ dải ngân hà là một trong những thành tựu vĩ đại của thiên văn học, nhưng nó không chỉ là bản đồ mà còn là ảnh chụp nhanh về hệ thống sao năng động, với một lịch sử mở ra qua hàng tỷ năm, một lịch sử trực tiếp liên quan đến sự tồn tại của chúng ta. Và đôi khi là các nền văn minh, như nền văn minh của chúng ta, với khát vọng vẽ bản đồ và khám phá vũ trụ quanh ta.